Giới thiệu Kia K4 2025 hoàn toàn mới, mẫu sedan cỡ nhỏ sẵn sàng cách mạng hóa phân khúc với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và nội thất rộng rãi. Xin chào các bạn đang xem video trên kênh của chúng tôi. Ở video trước chúng tôi đã cung cấp hình ảnh ngoại thất và nội thất của chiếc Kia K4 này. Bây giờ bạn sẽ xem lại nó bằng video sống động, bạn sẽ biết rõ hơn về nó, từ bên ngoài đến bên trong, động cơ lẫn các phiên bản và an toàn. Hãy cùng xem nhé! Thiết kế bên ngoài của K4 thể hiện sự khác biệt táo bạo so với những chuẩn mực truyền thống của phân khúc sedan cỡ nhỏ, thể hiện triết lý thiết kế sáng tạo, đối lập thống nhất của Kia. Tom Kahn, nhà thiết kế chính tại Kia Design Center America, giải thích rằng bằng cách kết hợp các yếu tố như đường viền mui xe nhanh và dáng đứng rộng, K4 đạt được vẻ ngoài ấn tượng về mặt thị giác, giúp thu hẹp khoảng cách giữa các mẫu sedan cỡ nhỏ và cỡ trung. Với chiều dài tổng thể ấn tượng 185,4 inch và chiều rộng 72,8 inch, K4 tự hào có diện tích lớn nhất trong phân khúc, cung cấp không gian rộng rãi cho cả hành khách và hàng hóa. Hành khách phía sau được cung cấp chỗ để chân rộng 38 inch và khoảng không trên đầu 37,3 inch, đảm bảo mang lại cảm giác thoải mái cho tất cả người ngồi trên xe. Lấy cảm hứng từ mẫu xe EV9 hàng đầu của Kia, K4 có đèn pha và đèn hậu LED định hướng theo chiều dọc tiêu chuẩn, tạo nên những đường nét sắc sảo, khác biệt thông qua hệ thống chiếu sáng đặc trưng. Tay nắm cửa sau ẩn trong cột C càng nhấn mạnh kiểu dáng đẹp, tỷ lệ lùi nhanh của K4, thu hút sự chú ý đến khả năng mở cửa ban ngày dạng xuôi ngược. Đối với các mẫu GT Line, những cải tiến về thiết kế bên ngoài đã nâng cao sức hấp dẫn thể thao của K4. Các điểm nhấn màu đen bóng, dây đai mạ chrome sa tanh và bánh xe hợp kim 18 inch góp phần tạo nên vẻ thẩm mỹ năng động cho K4 GT Line. Việc bổ sung đèn pha LED hình khối nhỏ, đèn sương mù LED và ốp gương màu đen bóng càng nâng cao ấn tượng thị giác của K4 GT Line Turbo, khiến nó trở nên nổi bật trên đường. Nhìn chung, thiết kế bên ngoài của K4 kết hợp các tỷ lệ táo bạo, các yếu tố kiểu dáng sáng tạo và sự chú ý đến từng chi tiết để tạo nên một chiếc sedan không chỉ có vẻ ngoài ấn tượng mà còn đặt ra những tiêu chuẩn mới trong phân khúc. Trung tâm nội thất của K4 là đồng hồ kỹ thuật số tích hợp tiêu chuẩn, lần đầu tiên có mặt trong phân khúc sedan cỡ nhỏ. Tính năng này tạo ra một buồng lái rộng rãi, đóng vai trò là tâm điểm thiết kế. Hệ điều hành buồng lái dẫn đường ô tô được kết nối CCNC, cực kỳ hiện đại, có khả năng OTA, trải rộng gần 30 inch của trung tâm chỉ huy màn hình kỹ thuật số. Hệ thống này, ban đầu được giới thiệu trên EV9 hàng đầu, đảm bảo xử lý nhanh hơn và độ trung thực cao hơn, với các điều khiển nhanh được sử dụng thường xuyên có thể truy cập được bằng cách vuốt đơn giản trên màn hình. Ngoài ra, tất cả các mẫu K4 đều đạt tiêu chuẩn với Apple CarPlay và Android Auto không dây, cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với điện thoại thông minh. K4 cung cấp Digital Key 2.0 có sẵn với công nghệ Ultra Wideband, cho phép người dùng sử dụng các thiết bị thông minh tương thích hoặc thẻ thông minh hỗ trợ NFC làm chìa khóa xe ảo để khóa, mở khóa và lái xe. Những chìa khóa kỹ thuật số này cũng có thể được chia sẻ dễ dàng với bạn bè và gia đình qua tin nhắn văn bản trên các thiết bị tương thích. Hơn nữa, các tính năng và dịch vụ kỹ thuật số có sẵn sẽ mở khóa khả năng cập nhật từ xa K4 qua mạng thông qua Kia Connect Store, có thể truy cập thông qua ứng dụng Kia Access hoặc cổng thông tin chủ sở hữu Kia. Trợ lý giọng nói có sẵn của Kia Connect giúp bạn truy cập thuận tiện vào các chức năng khác nhau của xe thông qua các lệnh thoại đơn giản như Hey Kia. Trợ lý giọng nói này liên tục phát triển và Kia đang nỗ lực nâng cao chức năng của mình thông qua công nghệ AI tiên tiến. Nó có thể cung cấp thông tin về nhiều chủ đề, bao gồm cổ phiếu, tỷ số thể thao, nội dung hướng dẫn sử dụng của chủ sở hữu, các địa điểm ưa thích ở địa phương, v.v. Kia Assistant được thiết kế để tương tác với người lái xe theo kiểu trò chuyện, lắng nghe các câu hỏi tiếp theo và đưa ra những câu trả lời hữu ích. Nội thất thoáng mát của K4 có màu Medium Grey hoặc Slate Green, với các mẫu GT Line có thêm tùy chọn Onyx và All-White. Ghế trước có sưởi là tiêu chuẩn trên K4 GT Line trở lên, trong khi ghế thông gió và chức năng nhớ ghế lái là tùy chọn. Vô lăng ba chấu tăng thêm nét thể thao, độc đáo cho mẫu xe K4 GT Line. Nhìn chung, nội thất của K4 kết hợp sự thoải mái, tiện lợi và công nghệ tiên tiến để tạo ra một môi trường lái xe đặc biệt. We'll be right back.
K4 cung cấp các tùy chọn hệ thống truyền động mạnh mẽ và các lựa chọn kỹ thuật để phù hợp với nhiều sở thích và nhu cầu lái xe khác nhau. Đối với những người tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quả, K4 dẫn động cầu trước được trang bị động cơ 2.0 lít tiêu chuẩn. Động cơ này cho công suất 147 mã lực và mô men xoắn 132 cân Anh, FT. Mô men xoắn kết hợp với hộp số biến thiên thông minh. Sự kết hợp giữa động cơ 2.0 lít và hộp số IVT đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà và cung cấp năng lượng hiệu quả. Đối với những người lái xe đang tìm kiếm trải nghiệm lái xe hứng khởi hơn, có thể lựa chọn động cơ tăng áp, dung tích 1.6 lít. Động cơ tăng áp này tạo ra công suất 190 mã lực và mô men xoắn 195 cân Anh, FT. Mô men xoắn kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Lẫy chuyển số gắn trên vô lăng và bàn đạp thể thao tăng thêm cảm giác thể thao, cho phép điều khiển bằng tay khi muốn. Mẫu K4 CityLine Turbo được trang bị động cơ tăng áp này sẽ cung cấp sức mạnh mượt mà ở tốc độ thấp, phản ứng nhanh với các thao tác đầu vào của người lái và mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn. Dành riêng cho các mẫu K4 CityLine và CityLine Turbo là hệ thống treo sau đa liên kết. Thiết lập hệ thống treo này giúp tăng cường độ cứng và độ tuân thủ của các bên, mang lại trải nghiệm lái xe thể thao hơn với khả năng xử lý được cải thiện và sự thoải mái khi lái xe. Ngoài hiệu suất, K4 còn chú ý đến từng chi tiết để giảm tiếng ồn, độ rung và độ khắc nghiệt. Kính chắn gió cách âm và lốp cách âm hiện có, đặc biệt trên các mẫu xe được trang bị bánh xe 18 inch, giúp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung không mong muốn, góp phần mang lại trải nghiệm lái xe yên tĩnh và tinh tế hơn về tổng thể. K4 tích hợp các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến để nâng cao sự an toàn và tự tin khi lái xe, phù hợp với cam kết của Kia trong việc cung cấp công nghệ tiên tiến. Ngoài túi khí bên hông phía sau tiêu chuẩn, K4 còn cung cấp một bộ đầy đủ các tính năng của hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Bao gồm trong bộ hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến của K4 là hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thông minh với tính năng dừng và đi. Các tính năng này phối hợp với nhau để giúp duy trì tốc độ an toàn, giữ xe trong làn đường và quản lý kiểm soát hành trình trong các điều kiện giao thông khác nhau. Trọng tâm của công nghệ hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến của K4 là tránh va chạm phía trước 1 tháng 5, giúp phát hiện và ngăn ngừa các va chạm có thể xảy ra với các phương tiện, người đi bộ và người đi xe đạp. Nó cũng bao gồm các cảnh báo xúc giác trên vô lăng để cảnh báo người lái xe về những mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tùy chọn trên các mẫu K4 CityLine Turbo là tránh va chạm phía trước 2, cung cấp chức năng bổ sung. Tính năng này có thể phát hiện các phương tiện cắt ngang tại các giao lộ, cung cấp thông tin về phanh hoặc lái để ngăn va chạm với các phương tiện đang chạy tới và hỗ trợ chuyển làn để tránh chướng ngại vật hoặc các phương tiện khác. Hơn nữa, K4 còn cung cấp hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc 2, một hệ thống tiện lợi giúp duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước và giữ xe trong phạm vi vạch kẻ làn đường trên đường cao tốc. Các tính năng khác của hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến hiện có bao gồm cảnh báo va chạm tại điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, giám sát tầm nhìn xung quanh và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Những tính năng này cung cấp phạm vi bao phủ toàn diện để phát hiện và tránh va chạm tiềm ẩn trong các tình huống lái xe khác nhau, nâng cao sự an toàn và yên tâm tổng thể cho người lái xe K4.